Nhưng mà thời tiết khó chịu thật sự đấy. Giờ dở gương thế này. Làm cũng không làm được, đi cũng không đi đâu được. My ơi, mày làm cái gì mà lâu thế? Đây, sắp được rồi, trời ơi, một tí thôi. Đây. Rồi, mì tới đây. Đấy. Ô, thế mày không ăn à? Anh dục em nên em mang cho anh trước bây giờ, em mới xuống lấy cho em đây này. Trời ạ. Ăn thôi. Ăn thôi. À chà chà, nóng. Này. Dạ. Cái gì mày cũng vứt đi đấy thì lấy cái gì mà đội? Ê, mà cái mũ này thôi mà anh cứ phải làm quá đi làm gì nhỉ? Mà anh thấy mì em nấu có ngon không? Không, cũng bình thường thôi. Mày này. Dạ. Mày có mỗi việc đun nước sôi và bắt mì thôi mà lâu thế. Mất thì giờ. Em nói cho anh cái này nha, được hôm trời mưa em nghỉ học em ở nhà em nấu mì cho anh là tốt lắm rồi đấy. Anh lại còn cứ làm nhảm em này. Em nói cho anh biết nha, cơ hội chỉ có duy nhất một lần chứ không bao giờ có lần sau đâu. Anh phải nên trân trọng nó đi. Tự tao cần. Mà sao hôm nay bắt mì tao tận hai cái xúc xích, bắt mày có một cái thôi hả? Em thương anh là vì em thấy anh vất vả, anh cực khổ vì em nên là em sẽ cho anh ăn hai cái, em chỉ ăn một cái nó cũng được. Thôi tao ăn một cái thôi. Mày ăn một cái là sao mày chịu được. Này. À. Cái gì đây? À. Sao bát mì tôm của mày có hẳn 3 xúc xích cơ à? Thì tại vì là em biết là anh không ăn được nhiều nên là em ăn hộ. Em chỉ ăn hộ thôi chứ em cũng không thích ăn đâu. Đúng rồi. Thôi ăn đi. Em mời anh ăn sáng. Rồi, no quá. Đi về. Thế giới động vật là cây mấy à? 12 hay mười mấy à? Này. Ăn uống xong không dọn đi. Anh dọn rồi em ơi. Sao lại tao dọn? Thì em nấu cho anh ăn rồi, thì bây giờ anh bê bát cho em. Thế giới động vật. Khó thế mà mày cũng nghĩ ra nhá. Cảm ơn anh nha. Này. Đấy. Ăn cho căng theo bụng, chúng ta mắt ra. Bây giờ ngủ. Tượng ơi. Tượng ơi, trong này. Ui dồi. Mưa bạn ơi. Mưa gió chạy đầu đây, này. Dậy đây, dậy đây. Chưa chặt đến nơi cứ ngủ. Tứ làm cái gì đây? Đang đi chơi, kéo bữa cơm. Thì chú ở lại đi ăn cho nó vui. Đó, cái đó thì nhận thôi. À, miếng thịt lợn mà. À, đây cho xin. Cho xin nha. Anh cho thịt lợn. Đấy. Nhì, thịt con gái của nó vô dụng. Chô nhanh đang bẩn hết miếng thịt của tao. Mà tôi nói với bạn thì chúng cũng không lên nổi. Cha hiểu sao mới có 15 ngày chưa đóng tiền điện, hôm nay nó cắt mất điện nhà tôi, không nấu nữa được cái gì hết. Cái anh mày nó không cắt cả tháng đấy. Hả? Mới có 15 ngày. Đến giờ đóng tiền điện thì phải đóng tiền điện đi chứ. Mà mới đóng tháng trước mà. Tháng trước kia tháng này đã đóng đâu. Mày cậu ơi. Ờ nhỉ. Thì lợn ngon thế này anh làm cái gì ăn đi. Hồi lát nữa được tính. Thôi ở lại ăn cơm luôn, đó phải về. Rồi bạn đi nấu đi. Ừ. Ngồi đây đợi một tí. Con này bật cái tivi lên. Này, chú ở đây chơi đấy em. Bây giờ nó vào cho lấy đồ ăn vặt cho ăn. Có đồ ăn. Có luôn. Lấy cái này nhanh. Mở đi. Quả đi. Làm tí phim truyền hình. Nước nôi cái để dưới này. Mày có quần ấp. Đây này cho Tú này. Rồi đây. Kia. Làm tí thời sự rồi. Bóc mà này. À mà chưa thấy lấy đâu thời sự nhỉ. Chú mở thế giới động vật này em. Không, tao phải coi phim trưởng. Thế giới động vật cái 18. Coi phim trưởng thôi. Chú bạn... cháu này ngồi chơi xây nước sớm nha. Mới ngồi còn chưa ấm cả mồm hả? Bạn làm miếng bim. Không ăn đâu. Ủa, của không cháu hả? Nước đâu. Anh tự ăn mì không? Không. Ăn à, ăn thôi. Cái chè nhà bạn này uống mát này. Nhưng mà con mì nó hẳn đặc quá đấy. Này, hào ấm chè này.
Nhưng mà làm cho gì là còn cứ chê đúng không chú? Đồ cha thật. Người ta nói thì rút kinh nghiệm còn cứ cãi. Vâng. Ơi. Giọng thằng béo. Rồi. Anh Tuấn. Cái gì đây? Cái nhà à? Anh Tú. Anh ngủ ở đây à? Mày bỏ cái mũi này quần. Này béo ơi. Thế mày làm cái gì mà trông mày giống như gái Ấn Độ, mà gái Ấn Độ này là gái Ấn Độ đúng không chú nhỉ? Giống. Không có mũi thì chẳng phải làm thế. Trời. Mày này. Dạ. Ra quốc đâu không đi trên đất. Thì bé mua ngoài chợ vừa mua đan lắm đây. Đồ hầm giờ nhỉ. Đúng rồi đấy. Bao nhiêu tiền thì cũng chỉ để đi chứ làm cái gì mà. Thế còn gì nữa? Kệ em. Anh chợ ơi. Hôm nay trời mưa to, em ra ngoài chợ không có gì. Anh cho em ăn kém một hôm nhá. Thế mà bảo ý tưởng nên gặp nhau. Mà tao sang đây là tao góp đồ ăn, mày góp cái gì không? Hay chỉ vác mồm sang ăn chờ? Em góp cái mồm. Thế mà cũng nói. Được rồi. Nhân tiện hôm nay trời mưa, lại còn đông đủ thế này nữa. Hay làm một bữa nhờ? Ăn được không? Ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu. Em thích ăn lẩu lắm. Suốt ngày lẩu lẩu, ngấy lắm. Ăn bữa khác đi. Cái gì? Ăn nướng. Nướng à? Nướng có đủ đồ đâu mà ăn nướng. Đúng rồi đấy. Ăn lẩu cũng không được, mà ăn nướng cũng không xong. Thôi rồi, ăn phở cuốn nhá. Ăn phở cuốn á? Ừ. Nhất trí luôn. Này. Hả? Trả điều khiển đây cho tao. Tớ đang coi. Tao vẫn là trả đây. Ơ kìa. Thế nhà tao hay nhà mày mà mày xem tivi của tao? Thì tớ đang coi, nãy cậu thua thì bây giờ tớ phải được quay trước đi. Để tao xem Thế Giới Động Vật, kênh 18. Ơ kìa, đưa đây, tớ đang coi. Coi cái gì cơ? Tao đang nói là tivi nhà tao cơ mà. Nãy cậu thua thì cậu phải đưa đây cho tao. Nhưng mà tivi nhà tao nhà mày sao mà mày cái thằng này. Đưa đây. Tao đang nói đưa đây. Tớ đang xem. Không xem. Của tao ơi. Mà. Của tao. Đưa đây. Có ai đưa với nhau mà cứ cãi nhau nhỉ? Có im mà tao ngủ không? Ôi trời, tao nói là tivi của nhà tao có mặt. Ở đây! Mày có im tao ngủ không? Có mặt chú im đi. Ông luôn. Đưa đây. Tớ thua thì chặt mày, đây. Thua rồi. Đồ ăn xong rồi này ra ăn đi. Đấy, tao cho mày cả đấy, tao đi ăn. Tao đếch cả. Ơ đây, ăn à? Đợi tớ. Không cãi nhau nữa à? Ăn à? Nhanh nào, nhanh nào. Thằng Tú đâu? Đây bạn ơi. Ôi trời. Ngủ mặt luôn. Đang ngủ hả? Ngủ cái gì mà ngủ, chúng mày la ôm xòm ai mà ngủ. Mặt tôi đỡ bạn này, con em bạn dạo này hơi bị láo đấy. Thôi thôi, chuyện còn no tính sau đi. Này, quan trọng vào cái này này. Anh Vượng ơi. Sao? Phở cuốn nhìn hấp dẫn nhỉ, ăn chắc là ngon lắm, tuyệt vời. Kiểu màu sắc nhỉ. Thôi mọi người ơi, mình ăn thôi. Từ đã. Nghe tôi nói đây này. Bạn nói đi. Ở trong cái phở cuốn này ấy, tôi đã bỏ một đồng xu ở đây. Ai may mắn mà ăn chúng ấy thì sẽ được một phần thưởng. Một phần thưởng? Ủa thì tuyệt vời quá nhỉ, thế phần thưởng là gì bạn? À thì phần thưởng là ai mà ăn chúng ấy thì ước cái gì được cái đấy. Ước cái gì được cái đấy á? Ai? Thì em đang ước có bộ quần áo mới. Tuyệt cả rồi. Để tôi chả ước gì cao trang, tôi ước có một cái xe đạp mới thôi, vì xe đạp của tôi cũ sắp hỏng rồi. Rồi thế còn em ước là em sẽ có một cái điện thoại mới. Anh may mắn làm rằng bằng em được. Thôi được rồi, ăn đi. Đấy, ai may mắn sẽ được hưởng, được chưa? Rồi, ăn thôi. Ngon nha.
Con gái con nữ ăn từ không nghe. Xong rồi anh ơi, em ăn phải cái gì cứng cứng rồi. Mâm thằng này may nhỉ, hay ăn với đông chua rồi. Em đã bảo mà, em may mắn lắm. Nè, nè, hay là nhường lại cho tớ đi. Cho tớ ăn thử đi cũng được. Không này. Được. Mày đuổi ra không? Không, không, không. Mày đuổi ra đi. Em không đuổi ra. Sao mày giật cuồng béo? Ừ. Quá không? Từ từ. Không có rồi. Nuốt hết mà cũng không có. Mày lừa tao đúng không? Đâu có, nó cắn phải cái cứng thật mà, 100%. Cũng này, 100%. Này. Hay là cái đồng xu nó nhỏ quá mày nuốt luôn rồi. Tôi xong rồi. Mày này kỹ chưa? Kỹ mà mày nuốt luôn được cả cái đồng xu mày cũng tài đấy. Nó trơn theo rau, nó chuột xuống luôn. Tự nhiên tao chịu mày rồi, tao hết cách chữa rồi mày. Xong rồi. Thế làm sao? Này. Có khi là lần này mày phải đi bác sĩ đấy. Bác sĩ anh. Này, không những phải đi bác sĩ còn phải thao ruột cơ. Thao ruột rồi. Phải mổ nữa kia. Thử không? Cái gì? Sao nó trôi xuống bụng em rồi? Thì tao biết làm sao được, thì bây giờ ra gặp bác sĩ thì người ta làm ấy chứ. Thôi, không đi bác sĩ đâu. Sợ. Không đi bác sĩ là để nguyên đấy nhá. Để trong đây có ước để điều ước có điện thoại không? Chắc chắn là không rồi. Thì làm sao được? Thật chút lại cười. Rốt. Cái gì mà tôi rốt? Thằng này mà nó nói mà mày cứ cười là sao nhỉ? Thật ra là không có đồng xu nào ở đây hết nha. Không có. Thế mày nhai vào mồm mày không thấy à? Cái tưởng là nó trượt theo rau, nó trượt trong bụng ấy. Tưởng lừa mày đấy. Anh được không? Gì? Chú Tú nói phải không? Thì đùa mày làm cái gì? Thế sao anh không lừa thằng béo, không lừa chú Tú, lừa em làm gì? Tại cậu không ăn quá, lười làm. Mày đâu còn nhẹ nữa. Em biết rồi, sao em không ăn thế luôn á? Nhớ chưa? Rồi ạ. Thế nhớ rồi ai rửa bát? Xong rồi rửa. Đây này. Cháu rửa. Thế được. Cho người rửa bát rồi thì ăn đi nha. Ăn cho hết nhá. Ăn đi lại có đồng xu tiếp đấy. Quá. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một comment này, một subscribe. Yeah.